Vâng, chào mừng các bạn đến với part 3 của series Walkthrough Resident Evil 4 của mình. Và bắt đầu ngay thôi. Sau khi giết con cá, mà đúng hơn là con dai cá, thì sau một hồi vật vã, chúng ta tỉnh dậy ở trong ngôi nhà này. Và mình thì đi tiếp thôi. Ở đây chúng ta sẽ gặp, gọi là gì nhỉ, có thể là con virus, có thể là lớn quá không, chắc cơ thể người không tải được nữa, hay là nó phì ra ngoài. Đối với những con này bạn phải bắn chúng vào nó, tức là nhắm vào đầu. Hoặc có một cách giải quyết đơn giản hơn, đó là sử dụng mìn sáng. Sử dụng mìn sáng thì bạn dùng thì nó sẽ chết ngay lập tức. Chúng ta sẽ đi lấy cái chìa khóa mở mở cái nhà thờ ở đây. Vâng, trời mưa làm game của mình lag hẳn đi. Đó, xuống đây. Hãy ngắm bắn thằng này trước. Ở đây đây rồi. Xuống đây là chúng ta sẽ bắn rơi cái thùng này xuống để qua. Ở trên đây còn hai cái thùng nữa, nhưng mà có những món đồ này các bạn nên bắn. Cái nhẫn đẹp thật. Cái thùng các bạn nhé, một cái ở đâu rồi, à đây 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 đây.
neo lên đây để gạt cái gầu nước sang một bên thì sẽ có đường đi ở giữa. Đoạn này có một đám bu đến, tốt nhất là các bạn ném mìn sáng và chạy đi thôi. Không có thời gian để dây dưa nhiều, tốt nhất là cứ chạy đi thôi. Vâng, chìa khóa đây. Những đoạn nói chuyện này xin phép mình cắt luôn, vì những đoạn nói chuyện đấy chẳng quan trọng gì cả. Chiến với con khổng lồ. Chắc các bạn còn nhớ con chó mình cứu đầu game chứ. Ở đây thì nó sẽ giúp mình đấy. Không ít thì nhờ nhưng mà what are you buying? Mà cỏ này không đồng đây, nhưng mà thực ra cỏ này chả có cái tác dụng gì cả. Các bạn có thể lấy một khẩu rocket này bắn, nó sẽ chết nhanh hơn. Thank you. Thank you. Và hãy nhớ lưu game nhé. Nhào lên đấy. Vâng, quên hộp đạn. Vào đây cái là chúng ta sẽ gặp con khổng lồ luôn và ngay. Vì thế chuẩn bị nào, cứ lục đi. Vâng, con khổng lồ này chỉ được cái to xác thôi, não nó bé tí nhỉ mà. Vâng, như kiểu đang kéo pháo vậy. Vâng,
kung fu. Let's go. Let's do it. Úi giời. Không sao. Chạy thôi. Xa càng tốt. Đổi ý rồi. Dùng khẩu này cho nhanh. Vâng, và con giòi lòi ra từ bên đường đó. Chém. Ba lần mà nó chết. Vâng, và đến đúng đúng lắm. Vâng, chó luôn là một loài vật trung thành. Nó luôn tìm cách trả ơn mình khi mình giúp đỡ nó. Ôi trời. Vâng, mình phải cẩn thận hơn một chút. Nào, ngã xuống. Dùng mình có một khẩu này, mình có quả mìn nhé. Vâng. Xin lỗi, mình ấn nhầm nút. Vâng. Mà theo mình thấy thì con này cũng đến lúc tử rồi. Tạm biệt anh. Về sau những lúc con này chết bạn nên tránh xa nhé, không thì nó đẻ cho bẹp dí. Máu uống thôi, chết đến nơi rồi. Vâng, anh đã trở lại. Úi giời, cái gì đấy? Nhớ đừng bỏ sót gì nhé. Đây còn một cây vàng nữa. Đoạn này chúng ta sẽ quay trở lại cái nhà thờ kia và cứu con bé kia. Mình gọi là con của nợ. Đoạn này chúng ta sẽ gặp mấy con chó. Mấy con chó này không mấy dễ chịu cho lắm. Tốt nhất là cứ xài khẩu sóc lọ này cho nó nhanh.
nó đây. Ôi, thử đã nào. Không biết mình có bỏ qua cái gì ở đây không nhỉ? Đây rồi, thấy ngay nha. Vâng, còn một cái nữa thôi. Vào đây thôi các bạn. Kiểm tra tí ha. Không khá lại quên cái gì sao? Không quên gì cả. À đây. Sang phía bên này và leo lên cầu thang. À, mình đi qua đây. Thế là thế nào? Vâng, mình đã thành công. Mặt thằng cha này hãm thế. Là chúng ta chơi trò xoay nào. Phần giải đố này khá là dễ. Các bạn chỉ cần chú ý các mảng màu chính là có thể xoay được thôi. Ok. Come back. Vâng, đây chính là lời nhốt con bé đấy. Vào nào. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. Cuối cùng thì cũng có một em mà hot girl đi cùng chúng ta. What? Nhưng mà nói thật. My father? That's right. Dắt theo con của nợ này cũng chẳng vui thú gì đâu. Mệt lắm. It's Leon. Cái con quần nợ này nữa, chả được cái tích sự gì cả. Đi theo gì tổ bướm chân. Đã thế có mót phải chia cho nó đấy chứ. Đúng là đàn bà luôn gây rắc rối cho cánh mày râu chúng ta. Vâng, và tính cách tiểu thư thì hình như em này không bao giờ biết xuống cầu thang là gì. Nên là chúng ta phải
rõ lắm chuyện. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious. Vâng, thằng này là chủ cái giáo hội quái quỷ gì đấy. To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Vâng, con này cũng đã bị trích thuốc rồi. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Định đánh hội đồng đây. Nhưng anh rất tỉnh và rất đẹp trai. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Này. Trước khi đi thì kiểm tra kỹ đã rồi hẳn đi. Và nhớ các bạn đừng để cho bọn zombie bắt con bé này đi nhá. Bắt con của nợ này đi là phiền toái lắm đấy. Khi mà bạn để nó đi qua bất con zombie là bắt nó qua bất kỳ một cửa nào thì màn chơi sẽ kết thúc luôn ngay đấy. Hãy bắn bạn. Đoạn này mình nghĩ các bạn nên chạy và chạy. Trong đây có mấy cái thùng ăn đã. Không biết có con rắn nào đây không? Không có. Xuống nào. Có gì mới không? Got some What are you buying? Đây rồi. Khẩu ưa thích của mình đây.
Sắp xếp lại tí nào. Thank you. Is that all Thank you. What are you selling? Phải bán mấy đồ linh tinh đi rồi. Đây. Is that all Thank you. Thank you. Is that all? 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 Thank you. À, tất nhiên, bán được khẩu này nữa. Thank you. What are you buying? Update thôi. Is that is that what are you buying? Is that what are you buying? Is that all? Lấy một bình nào. Thank you. Come back anytime. Khẩu này khẩu ưa thích của mình và nó cũng khá mạnh. Theo như mình biết thì ở đây hình như là xếp game lại nhé các bạn. Ở đây có con rắn không nhỉ? Không có. Vâng, đoạn này thì chúng ta lại phải đi ra đây thôi. Thì sao? Vâng, khi nó chuẩn bị thổi thì các bạn chỉ cần bắn nó một cái là nó sẽ tự thiêu chính mình. Mình không muốn phí đạn một chút nào. Bạn hay đi con đường cũ nha.
Vâng, vào ở đây. Un forastero! Đâu nhỉ? Lùi lại đi nào. Đứng lại đã. Vâng, rất nhiều bẫy. Nhảy qua đây và đi xuống cái chỗ này. Phiền thật. Chắc không bao giờ phải đi cầu thang bộ bao giờ. Got a selection. What are you buying? Nó chẳng có gì cả. Thank you. What are you selling? Vâng, là mình sẽ bán lại cho nó khẩu này. Thank you. Come back anytime. Bạn này có khá đông zombie. Cắt nguồn ở này.
không đông lắm. What are we gonna do, Leon? I hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Trò chơi bắt đầu. À, hãy nhặt đồ đã. Để rảnh hơn thì hãy để cái này. Dù sao thì mình cũng có một thằng bắn hộ rồi. Vâng, thằng kia đúng là loại hôi, hôi của thứ thiệt. Giúp nó tí nào. Cái thằng chết tiệt kia. Hôi của đây, hôi của đây. Bơm 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 ngay lập tức. Leon, Leon, are you okay? Vâng. Thật là không vui chút nào. Đùa nữa. Sao mình tâm bị tóm suốt thế này? Trời đất ơi! Sao tôi khổ thế này? Vâng. Vâng, xin lỗi các bạn.
mình đã chết. À. Thật là không vui chút nào. Welcome. Got a selection. What are you buying? Thank you. What are you selling? Come back anytime. Vâng, mình sẽ bắt đầu thật nhanh. Thật là hiếm khi mình mắc một sai lầm như thế này. Cho nó ở này. Use this. I owe you one, Leon. Oh.
Leon, are you okay? Detrás de ti, imbécil. Ôi trời ơi, sao mình chết liên tục thế này? Thật là không công bằng. Welcome. Got a select. What are you buying? Vâng. Come back anytime. Vâng, xin lỗi để các bạn thấy chưa xem mình chơi đi chơi lại nhiều như thế này. Thông cảm cho mình tí nha. Leon. Thanks, Leon. Leon, you think you're my Tina? Are you trying to kill me? Vâng. Thiệt tình. Welcome. Got a select. What are you buying? Thank you. What are you selling? Come back anytime. Thiệt tình mình rất là nản đó. Nhưng mà không sao. Hmm.
Está seco. Leon! Hình tượng không hay bắt đầu đến rồi. Mùa này bắn đi đâu vậy trời? I owe you. Use this, Leon. Upstairs. Có cái con nào đánh đằng sau mình thế nhỉ? Đi chết. Vâng, không sao. Vâng, sau một hồi thì chết đi chết xuống, mình cũng đã qua. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Để qua đi. Và lưu âm lại nha.
vâng, và mình xin kết thúc video ở đây. Chào các bạn.